cái khu gì mà nhìn nó vô cùng sinh thái luôn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Sock Farm. Đây là một cái khu vừa là du lịch sinh thái, vừa là một cái trang trại sản xuất thu hoạch mà mật hoa dừa hữu cơ của một cái người em của mình mà mình quen cách đây cũng cách đây khoảng 6-7 năm á. Hôm nay có dịp về Trà Vinh thì Coleman cũng ghé thăm bạn ấy, và cũng trong khuôn khổ của cái chương trình mà trước Coleman có chia sẻ với quý vị khán giả, đó là Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Đây là một cái chương trình mà Coleman cũng mong muốn rằng là thông qua chương trình này thì mình sẽ chuyển tải được một những cái câu chuyện, những nhân vật cũng như là những cái doanh nhân Việt Nam chúng ta đang trên đường hội nhập và muốn đưa cái sản phẩm, những cái sản phẩm ưu tú của mình ra thế giới. Và mình nghĩ đây, về với Trà Vinh, ở đây là thuộc huyện Tiểu Cần, thì có một cái trang trại mà rất là thú vị mang tên là Sock Farm. Hello anh. Chào em. Lâu quá. Đây là bạn Ngãi, nãy mình mới nói đó vì khán giả. Bạn trẻ. Mình gặp bạn từ hồi là cái sô-cô-la của Kimmy. Yeah. Ở dưới bên Tiền Giang đó, tới giờ là xong bạn ra khởi nghiệp cách đây cũng hơn 5-6 năm ha. Dạ, cũng 5 năm rồi đó. Dạ. Đó là và các sản phẩm của Sock Farm cũng đã chính thức là xuất khẩu ở các cái thị trường, rất nhiều thị trường ở thế giới. Trong đó có Mỹ nè, có châu Âu, mà xuất khẩu chính ngạch luôn. Còn mình thì nước mát Sài Gòn mới nhỏ xíu xíu, mới bắt đầu chập chững đi thôi. Thành ra anh em thấy vậy cũng mừng, hôm nay có dịp về đây thì mình cũng giới thiệu thêm cho bà con bác mình hiểu hơn về cái mật hoa dừa hữu cơ nó như thế nào ha. Dạ, dạ, em mời anh nha. Ồ, trong đây quá trời quầy, quá trời sản phẩm nè. Dạ, cho đây là những cái sản phẩm mà bên em để sản xuất từ mật hoa dừa. Thì đầu tiên là mình sẽ có cái mật hoa dừa tươi ha. Thì mật hoa dừa tươi là cái sản phẩm mà sau khi nông dân người ta thu trên cái hoa dừa xong á, thì người ta thu về thì mình thanh trùng và mình có thể dùng trực tiếp. Nhưng mà nó cũng là nguyên liệu để mình có thể sản xuất được cái mật hoa dừa cô đặc này. Cái là 8 lít mật tươi thì mình sẽ cô được 1 lít mật cô đặc như thế này. Thì ở đây nó gọi kiểu như là mật thuần chai vậy đó. Thì nó có chỉ số đường huyết thấp nè, rất là giàu khoáng điện giải nè, và nó thuần chai thì nó dùng được cho nhiều tiệp đối tượng ha, và thay thế mật ong hay là đường mía được. Thương hiệu thì là đây. Sản phẩm này của tụi em thì cũng đã đạt chứng nhận hữu cơ của quốc tế này. Mình có được OCOP 5 sao và mình cũng có cái giải thưởng Great Taste ở Anh Quốc, đây là giải thưởng của tụi em. Great Taste. Ở bên Anh Quốc vào năm 2023. Ủa, hay quá vậy ta. Hoặc là nếu mà mình sản xuất thêm thì mình có đường. Đây là đường từ hoa dừa. Đường cát á hả? Dạ, đường dạng bột hoặc là dạng viên như thế này. Thì thay thế đường cho những người mà ăn kiêng, healthy, người ta muốn tìm một cái loại đường nó tự nhiên hơn. Kiểu tương tự như là đường thốt nốt vậy đó. Nghĩa là cái thốt nốt và cây dừa nó cũng chung một cái nhóm họ là nhóm họ cọ. Thì thế giới người ta nghiên cứu là những cái loại cây mà từ họ cọ á là đều có thể thu được mật và chế biến thành những cái loại đậu ngọt thêm. Ngoài ra thì một cái sản phẩm rất là sáng tạo của team em, đó là em làm được nước tương mật hoa dừa. Bên có thấy, anh có thấy phản phất đó nè. Nước tương, thứ nhất là định hướng của em là đi theo soy free, nghĩa là nó tức không là từ đậu nành, không sản xuất từ đậu nành luôn. Đúng rồi, thì những cái người mà người ta hay dị ứng với đậu nành, người ta bị kiêng đậu nành á, thì đây là một cái sản phẩm thay thế cho họ lựa chọn được. Hoặc là cái nhóm này là nó sẽ là ít muối, cắt giảm muối. Thì thường thường người ta mua nước tương cho em bé hoặc cho người lớn tuổi á, người ta chọn cái dòng nó ít muối hơn, hoặc là nước tương hữu cơ. Thì cái sản phẩm này nó đang cũng khá là tốt, và cái độ phản ứng của người tiêu dùng nó cũng đang khá tốt. Ở Mỹ hiện tại cũng có nhiều khách đang quan tâm đến sản phẩm này. Và tụi em cũng đang deal hợp đồng với bên đối tác. Sản phẩm này thì mình có xuất được sang Đức với là sang Hà Lan rồi. Nhưng mà ở Mỹ nó cũng khá tiềm năng, tại vì ở Mỹ 17% dân số là dị ứng với đậu nành. Cái thị trường nó cũng rất là to để mình có thể hướng tới. Cái này với cái này có gì mà khác nhau? Có gì khác? Cái này chai, cái này chai thì tinh chai tí tinh thôi, chai nhỏ. Còn cái này chai 1 lít. Chai to hơn. Dòng là dòng chiên cho dòng nấu. Mình sản xuất tại đây luôn hả? Tất cả sản phẩm của Sock Farm thì em sản xuất tại nhà xưởng. Thì em có một cái xưởng rộng 500m², cách đây khoảng 1 cây số này. Ở đây là cái vườn của mình thôi, còn xưởng của mình thì cách đây khoảng 1 cây số. Xưởng đó tụi em cũng là đạt tiêu chuẩn ISO 22000 rồi FDA để xuất thị trường. Chung là cái hành trình của tụi em là tụi em vẫn mong muốn là đi tìm cái nông sản bản địa, và thế mạnh của tụi em là người trẻ và có tư duy về chế biến, thì tụi em sẽ đưa chế biến sâu vô để sản xuất thành những cái sản phẩm như thế này, mà nó vừa là thế mạnh là bản địa của mình, nhưng mà nó có sự sáng tạo của mình để mình đáp ứng những cái thị trường khó tính. Cái ước mơ xong rẻ qua cái này hay quá ha. Từ cacao, từ sô cô la rồi chuyển qua cái này. Cái này chắc em nghĩ cũng là cái duyên á. Cái duyên á. Mà lúc em phát hiện ra là tại sao, tức là vì sao là em lại chọn cái mật hoa dừa đó, sau khi mà em
em cũng theo đuổi cái sô cô la này, cái cacao một thời gian dài. Thì tức là cơ duyên nào mà em tìm ra cái này á? Thì thật ra cái ý tưởng này không phải từ em mà ý tưởng là từ vợ em, Ca Thi. Thì Ca Thi là người Khmer luôn. Thì nghĩa là cái đây là cái ngành nghề truyền thống của người Khmer hồi xa xưa rồi. Nhưng mà nó bị mai một đi. Thì năm 2019, 18 á, thì Ca Thi về đây sinh đứa con đầu tiên. Thì lúc đó là cái giá dừa ở Trà Vinh rất là thấp. Anh tưởng tượng đi, 1.200 trái dừa mà bán 2 triệu à. Một xe bãi luôn á. Thì Ca Thi mới thấy trời, bây giờ trồng dừa 5-7 năm mới có trái mà giờ bán như thế này rồi, giá lên xuống. Thì kiểu như là, tại vì Ca Thi cũng là thạc sĩ về công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa, nên là bạn mới hỏi là có cách nào để chế biến những sản phẩm từ dừa hay không. Thì mới lên mạng tìm, thì mới thấy có một cái từ khóa tên là coconut sugar. Ở Philippines có làm, Philippines, Thái Lan, Indo có làm, nhưng mà quay về Việt Nam của mình thì chưa thấy ai làm. Rồi khi mà tụi em nghiên cứu sâu vô trong thì còn biết đó là cái nghề truyền thống nè, và đặc biệt là cái nghề này là một cái nghề mà nó thích ứng với xâm nhập mặn của miền Tây. Tại vì miền Tây của mình nhớ như năm nay là hạn mặn rất nhiều nè. Thì khi mà mặn vô nhiều thì cái trái dừa nó teo đi, hoặc nó rụng trái luôn, nhưng mà có hoa dừa thì nó có. Thì đây cũng là một cái lời giải cho cái bài toán của miền Tây của mình. 20 năm nữa, 30 năm nữa khi mặn nó vô nhiều thì cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng nó thay đổi. Thì đó là cái cách mà tụi em quay về quê hương để phụng sự, để đưa cái nông sản bản địa của mình đi xa. Trong khi đó những cái sản phẩm này thì nó đang là gọi là trend của thế giới. Người ta chuyển đổi sang một cái chất tạo ngọt mới mà nó lành tính hơn, nó giàu dinh dưỡng hơn, mà đường huyết thấp hơn. Hoặc là người ta dùng những cái sản phẩm gia vị mà nó lại tự nhiên hơn, thì nó cũng là xu hướng. Và chung là từ những ngày đầu tụi em làm thì cũng vất vả lắm, tại vì người ta không biết một hoa dừa là gì, phải đi nói nhiều, phải đi truyền thông nhiều. Nhưng mà nó cũng là cơ hội để cho những người trẻ như mình, để mình đưa cái sức của mình. Cái này hay rồi nha. Có khi mình kết hợp với cái nước mát Sài Gòn mà cái chất tàu ngọt mới là từ cái hoa dừa cũng hay á. Dạ đúng rồi. Ví dụ rồi anh làm cái nước gạo lứt đậu đen. Thì bây giờ một số người nói là vẫn muốn cho nó có một chút xíu vị ngọt. Dạ. Thì có thể mình thêm cái nguyên liệu của mật hoa dừa vô. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cái GI của cái đường này là 41. Ví dụ như đường mía là GI đó là 100. Thì cái này là GI đó là 41. Những cái sản phẩm nào mà GI dưới 55 á thì người ta sẽ công bố là những người tiểu đường có thể dùng cái những sản phẩm đường đó. Ví dụ cái này so với mật ong thấp hơn nữa hả? Mật ong thì tùy tùy vào cái loại hoa. Có những hoa thì nó tầm 50-60, có những hoa thì tầm 70-80. Nhưng mà cái điều khó của mật ong là rất là khó để biết là con ong đó nó ly thu từ cái loại hoa gì. Nên là rất là khó để đo được cái GI của mật ong. Còn cái này của mình thì chỉ có một nguyên liệu thôi. Là từ một hoa dừa thôi nên mình Ôi hay hay. Với tụi em cũng trong sản xuất đó, tụi em cũng dùng nhiều cái công nghệ tiên tiến. Giống như cái đường đó thì tụi em dùng cái công nghệ là cô đặc chân không. Nghĩa là anh tưởng tượng là ở An Giang đi thì người ta hay nấu ở 100 độ C. Người ta bỏ cái chảo người ta nấu. Còn ở Sóc Phan thì tụi em hạ áp suất không khí xuống, để nhiệt độ sâu đó chỉ có 55 độ thôi. Thì giúp đó nó giữ lại hầu hết là cái dinh dưỡng và cái khoáng chất của sản phẩm của mình nó tốt hơn. Thì nó cũng là một trong những thứ để mình đi ra thế giới mình cạnh tranh. Tại vì bây giờ mình làm sản phẩm trong nước ok rồi, nhưng mà bước ra bên ngoài thế giới thì mình phải khác biệt cái gì đúng so rồi. Với những cái công ty khác. Để em dùng công nghệ. Cái này là giấm nè. Giấm từ mật hoa dừa. Cái này thì trộn salad cũng rất là ok. Đúng là tụi em cũng có cái giải thưởng Chris Tay ở Anh Quốc luôn. Cái điều đặc biệt mà khi ban giám khảo mà người ta nếm mấy cái sản phẩm của Sóc Phàm á, thì người ta có một cái bình luận á là kiểu như là ở đây của mình là miền Tây á, phù sa rất là nhiều. Nên là khi người ta nếm những cái sản phẩm mình, người ta vẫn đâu đó cảm nhận một cái vị nó lạ lạ mà nó đặc rất là đặc trưng của vùng Mekong của mình. Thì đó là cái điều đặc biệt để tạo nên cái những cái sản phẩm. Đây là giấm, còn này là cider, một hoa dừa lên men. Nó có 2% độ cồn. Kiểu như nó uống mà vẫn healthy, vẫn tiêu hóa tốt mà mọi người vẫn có thể ngồi nhâm nhi với nhau. Cái này sai được. Cho chút thêm tí men cho nó cho nó thêm thi vị. Cho nó thêm nhiều, thêm cảm hứng, thêm cảm xúc. Dạ. Tụi em thì hiện tại thì cũng chủ yếu là phân phối trong nước, cũng đi được hơn 30 tỉnh của Việt Nam. Rồi nước ngoài thì tụi em có xuất sang Nhật, Hà Lan, Đức với Mỹ. Và hôm nay nè, đúng là anh Điền rất là may mắn. Hôm nay tụi em xuất cái công đi xuất 4 pallet đi Úc. Đó là đơn đầu tiên của tụi em đi Úc luôn. Chung là cũng mới bắt đầu
đã xong trong nước rồi, bây giờ bắt đầu tụi em bắt đầu đi ra ngoài thế giới hoặc là mở rộng thêm những cái nhóm ngành khác để cho nhiều người họ biết hơn về cái sản vật bản địa như thế này. Giỏi quá. Nhưng mà ở đây cái thu hoạch nó sao ta? Cái thu hoạch cái mật hoa dừa nó sao ta? Anh nhớ là như là nó phải có một cái công đoạn gì ta dùng cái từ là massage vậy đó. Dạ đúng rồi. Ừ, anh cũng tò mò lắm, nó có dịp rồi xuống thử. Dạ ok. Dạ em dẫn anh đi coi. Em sẽ dẫn anh đi coi cái cách mà nông dân người ta sẽ massage cái hoa dừa như thế nào. Rồi xong rồi mình để sẽ cho nó ra mật đó hả? Đúng rồi, mình sẽ nếm luôn là cái vị mật mà từ trên hoa nó nhiễu xuống. Thì cái vị gọi là original của nó sẽ như thế nào. Đã vậy hả? Dạ để coi thử. Mà thật ra massage là cái từ mà gọi là báo chí người ta ho văng lên thôi. Còn như dân kỹ thuật tương tụi em thì là gọi là tác động cái lực cơ học chưa? Cho nó thông cái tiếng mật ở bên trong đây. Đây, ok anh em mình đi. Rồi, cái này massage chứ không phải massage kia đâu nha. Chứ không phải massage xông hơi rồi. Rồi đây nè, đây là những cái sản phẩm nè. Đây là đường. Đây là đường nè. Đường từ hoa dừa. Anh có thể thử cái vị đó ha. Dạ. Đây là đường từ hoa dừa đó rồi, anh thử đây. Quá giống như cái kia ha. Dạ đúng rồi, nó ngọt rất là thanh. Và khi ngọt mà nó thanh mà nó dễ chịu lắm. Anh dùng anh sẽ cảm nhận thêm một xíu vị mặn mặn đó. Đúng rồi. Rất là giàu khoáng, trong đây rất là giàu khoáng kali và natri. Và nó tan hết trong miệng mình luôn. Ủa, thích quá. Nhưng mà cái này cái xưởng mình 500m mình đâu có làm lớn nhiều hơn được. Thì hiện tại thì công suất của nhà xưởng bên em thì đang tiêu thụ khoảng 45 tấn mật tươi một tháng. Một ngày thì em đang nhập liệu khoảng 1 tấn, 1 tấn rưỡi. Cái xưởng đó thì cũng nhiều chứ đâu ít đâu. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn cái này là mật cô đặc, thay cho mật ong. À mật cô đặc là lát nữa massage đó phải không? Không, massage là mình thu cái mật tươi luôn. Ồ, mật tươi luôn. Dạ. Wow. Đã quá bà con, thấy không? Ôi ôi. Dùng để thay thế cho mật ong hoặc là đường mía. Cái khác của nó là mình cảm nhận được rất rõ cái vị dừa. Dạ. Cái dừa mà cái nước dừa mình nó hơi chua chua nhẹ đó. Dạ. Cái khác biệt không? Cái này anh rưới lên bánh mì ăn cũng khá là. Đúng. Đây là cái sản phẩm mà một lát nữa mình sẽ được thử. Đó là mật hoa dừa tươi, tươi luôn hả? Và mình sẽ thử là từ trên hoa dừa nó nhiễu xuống thì có vị original như thế nào. Anh dùng cái này xong cái xíu anh dùng cái kia cái anh so sánh thôi. Tức là này đóng chai rồi đó. Dạ đây là đóng chai là sản xuất rồi. Rồi dạ. Cái hạn sử dụng này được bao nhiêu lâu ta? Nếu mà mình cấp đông thì được 6 tháng, còn mình giữ lạnh thì được 2 tháng. Dạ. Tại vì dinh dưỡng nó cũng rất là giàu dinh dưỡng á. Tại vì hữu cơ mà. Không có chất bảo quản, không bảo quản lâu như vậy. Bao bì đẹp quá. Dạ. Cảm ơn. Thử nha, lát là uống trên cây xuống nó mà nói sao. Để uống trong chai con kia uống. Giờ trên cây. Sản phẩm là đã chế biến để em cắt. Rồi, cắt thành kiểu. Nói, có. Chà, cái vụ kết hợp cái kia có lý à nha. Dạ. À, đang tìm một cái chất tạo ngọt cho cái nước gạo lứt. Thấy bà con thích, có một số người thích ngọt mà lại sợ phải vẫn phải dành cho người tiểu đường. À dạ. Cái nguyên liệu này đắt tiền rồi nha. Ôi ngon quá, thơm quá. Nó cũng ngọt, rất là thanh nữa. Này pha cái cà phê uống đã lắm. Nào làm cái quầy cold brew ở quán cà phê xong rồi ra đưa mix cái này uống hết sảy luôn. Uống một chai này có quá nhiều không? Không. Cái này là đặc biệt là đường huyết nó thấp á, và calo nó cũng sẽ không cao. Nếu như một chai như thế này thì nó khoảng 120 kcal. 20 kg là ít mà. Nó không nhiều. Nên là những người mà ăn kiêng này kia người ta vẫn có thể dùng. Đạm 0.62 nè. Đạm là trong sản phẩm này nó có amino acid, nó có bởi đồ amino acid. Nên nó tạo ra đạm, tạo ra protein.
chất béo nó sẽ là cái mình cần. Ngoài ra giàu nhất của nó vẫn là kali, natri, phốt pho với magie. Đó là những cái khoáng mà nó giúp cho mình điện giải á. Nếu như mùa này nắng thì mình đi ngoài nắng nhiều quá, mình có khi say nắng thì mình uống cái này nó giúp mình. Đây là cái địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm, gọi là Sock Farm, ở cây hẹ Phú Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh nha bà con. Số điện thoại là 0966 243066. Đó, quý khán giả mình có muốn đến tham quan thì gọi cái số điện thoại đó, hoặc là vào cái trang web www.sockfarm.com. Nhưng mà nãy giờ anh Điền có biết tại sao là tên Sock Farm chưa? Đó, anh cũng tính hỏi nè. Sock thì tiếng Khmer là giống như cái nhưng mà cái sóc cái buôn, cái sóc cái làng, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, làng. Thì đó là về danh từ. Nhưng mà về tính từ thì đó là hạnh phúc. Tính từ hạnh phúc. Đúng rồi. Mà về cái thứ trong ngày á thì là ngày thứ sáu. Ngày sóc là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu. Dạ. Mà chắc chắn ngày thứ sáu sẽ là ngày hạnh phúc ạ. Hôm nay ngày thứ sáu luôn. Đúng rồi. Rồi, hay ghê. Thật sự nha bà con, hôm nay ngày thứ sáu luôn đó, chứ không phải mình nói dốc đâu nha. Ơi, mình canh mình đến ngay trang gì ngay ngày sóc nông trại hạnh phúc mà ngay ngày sóc ngày thứ sáu luôn. Rồi dạ, sẽ dẫn anh đi coi cái massage họ gì. Thì cái khi mà tụi em đặt cái tên á thì tụi em mong muốn là tạo ra một cái chuỗi giá trị nhà mà nó mang lại sự hạnh phúc. Tại vì thứ nhất là tụi em mang lại sinh kế bền vững cho những người nông dân á. Ở đây đặc biệt là những người nông dân, người ta trồng dừa mà khi mà mặn thì cái giá trị kinh tế nó giảm xuống. Thì người ta chuyển sang cái hướng này thì thu nhập người ta sẽ ổn định hơn. Tại vì người ta bán trực tiếp, nông dân bán trực tiếp cho nhà máy và tiền nó là đều hàng tháng. Ngoài ra tụi em có thể tạo được công ăn việc làm cho những người Khmer ở đây. Ở Sock Farm thì tụi em là khoảng 80% là người Khmer và 70% là nữ. Nam số là à, những người làm việc ở đây hả? Dạ đúng rồi. Em là... bao nhiêu công nhân hết? Bao nhiêu người? Hiện tại thì trong nhà xưởng là 38 công nhân. Còn nông dân thì tụi em liên kết với 35 hộ nông dân. Hay quá. Mô hình của tụi em về vùng trồng thì tụi em liên kết với nông dân. Và cái vườn của mình thì cũng là canh tác theo chuẩn hữu cơ của quốc tế luôn. Nha, tụi em có USDA, có EU là hữu cơ của châu Âu, với CHAS là hữu cơ của Nhật Bản. Quá chất lượng. Trong cái con đường của tụi em đi thì nó sẽ là một cái hành trình, một cái chuỗi giá trị từ nông dân cho tới sản xuất và cho tới thương mại. Nhưng mà thương mại thì tụi em chỉ quý là bán qua nhà phân phối hoặc là đi kênh nguyên liệu với xuất khẩu. Còn bán lẻ thì nhà phân phối sẽ giúp tụi em cái khâu là bán lẻ ra bên ngoài. Nên là thế mạnh của mình vẫn là nhà máy, vẫn là sản xuất. Đúng rồi, đúng rồi. Thì tụi em chọn hai cái việc mà tụi em làm chính, đó là sản xuất, truyền thông. Đó là hai cái việc chính mà nhà máy tụi em tập trung. Còn thị trường thì đồng hành với những anh chị em phân phối để cho mọi người lan tỏa sản phẩm ra thêm. Chúng cũng đi từ từ, rồi cũng học. Mấy năm vừa rồi cứ làm mà sai rồi sửa, rồi học. Rồi xong rồi té đâu rồi đứng lên làm tiếp. Nhưng mà thấy cái hành trình nó thú vị. Thú vị, nó có đúng rồi, nghĩa. Đúng, quá thú vị quá. Dạ. Ngãi năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Sinh em năm mấy? Là sinh năm 89. 89? Ôi, dạ. Ôi nhỏ mình 20 tuổi. Giỏi quá là giỏi luôn. Vậy là anh là... Anh 69? 69. À, bây giờ mình sẽ chứng kiến, mình sẽ xem một cái... Chú nông dân sẽ massage mật hoa dừa nha, lấy. Đây, the gift of nature. Quà tặng từ thiên nhiên. Sock Farm. Cái cây này chú muốn chú sao đây? Hay cây nào Thiên? Ủa cây này hả? À cây này cao hả? Vậy cây này thấp hơn đúng không? Ok ok, cây này sẽ thấp hơn, mình sẽ không cần leo cái thang. Rồi đó, mình coi thử cái mật hoa hả đó. Chắc giờ xíu nữa chú sẽ đây là, cắt cái mật là, mới đó, đúng à, rồi. À, này là có xíu nữa đó. Chú sẽ cắt cái mật mới để cho nó, cái mật nó sẽ ra nhiều hơn. À, hiện tại thì nó hơi bị khô. Một cái cây giờ được bao nhiêu cái? Thì cái cây dừa này thì mình chỉ cần trồng 3 năm là mình có thể thu hoạch được rồi. Và mình có thể thu hoạch được trong liên tục trong vòng 30 năm. Nên là ở thế giới người ta nói là cái vị ngọt thì cái hoa dừa nó cũng là một cái vị ngọt bền vững. Tại vì nó rất là đều, rất là ổn định và nó có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu. Thì một năm thì một cái cây dừa nó cho ra 13 cho tới 16 cái hoa như thế này. Ví dụ như anh tưởng tượng thì hiện tại là mình đang thu cái hoa này đúng không? Đúng rồi. Sau khi mình thu hết cái hoa này á thì mình sẽ thu tới cái hoa ở bên đây. Anh thấy nó đang nhú lên cái hoa này nè. Đây là cái hoa tiếp theo của nó này. À, sau khi mà thu hết cái hoa này á thì ở bên đây nó sẽ có một cái hoa nữa.
nó sẽ đi vòng 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 xung quanh xung quanh cái cây dừa. Mình phải thu hoạch xong thì nó mới lên tiếp hả? Không, mình cái cây dừa là cứ 25 ngày nó sẽ ra một cái hoa. Và anh để ý là mỗi cái tàu dừa nó sẽ có một cái hoa đi theo. Giống như cái này là cái tàu dừa thì là cái hoa trước của nó này. Hiểu. Đây là cái tàu dừa thì cái hoa trước của nó này. Nghĩa là một năm thì nó cho ra 13 cho tới 16 cái tàu dừa như thế này. Và tương ứng với đó là một năm mình thu được 13 cho tới 16 cái hoa. Nên là cái đặc trưng của cái nghề này là mình có thể thu được quanh năm để nó đảm bảo cái lượng hàng của mình ổn định trên thị trường. Dạ, và mỗi cái hoa dừa như vậy á thì mình có thể thu được 25 lít. Nhiều vậy luôn hả? Một ngày một đêm mình thu được 1 lít. Thì mình thu được liên tục trong vòng 25 ngày. Thì nó mang lại cái sinh kế nó sẽ bền vững hơn, nó sẽ ổn định hơn. Ở đây em được bao nhiêu gốc hết thầy? Hiện tại thì vùng nguyên liệu của Sóc Farm là 20 hecta dừa. Mỗi hecta thì nó khoảng 250 gốc. Còn cái chỗ này của mình đang đứng là 2 hecta thì nó khoảng là 500 gốc dừa. Thì tụi em tính là 1 hecta dừa như vậy á thì một năm người nông dân có thể thu hoạch khoảng được từ 60 tấn cho tới 70 tấn một hoa dừa trên một năm. Hay quá, xuất sắc thiệt. Qua đây mình rồi, chú Saray cắt. Chú tên gì chú? Chú tên Saray hả chú? Dạ. Saray. Chú này tên là Saray. Saray. Saray trong tiếng Khmer nó có nghĩa là con gái. Ok. Nên anh có thể gọi này là chú con gái cũng được. Thì chú năm nay cũng năm mươi mấy tuổi à? 57 hả? 57 tuổi à? 7 giờ lớn anh rồi. Dạ. Mà chú vẫn làm cái công việc này. 67, 68. Chú vẫn làm cái công việc rất là đều đặn hàng ngày. Nghĩa là cái công việc nó cũng thuận, nó cũng gọi là mọi người cũng thích nghi với nó đó. Mà đi làm trong vườn này kia thì nó cũng mát và nó cũng không có nặng nhọc, thì nó giúp được những cái người lao động nhàn rỗi tại địa phương, người ta có thêm một cái việc làm mới, một cái ngành nghề mới để người ta thu. Rồi, thì khi mà thu á thì đầu tiên á thì nông dân người ta sẽ buộc cái hoa này lại. Xong là người ta sẽ dùng một cái dây để người ta uốn cái cổ hoa xuống từ từ. Anh sẽ thấy cái chỗ này rất uốn này. Thì cái chỗ này nó rất là quan trọng tại vì nó rất là dễ gãy. Nên là nông dân người ta phải cảm là uốn một cái lực nó vừa phải. Xong rồi mỗi ngày người ta sẽ gị cái hoa xuống một xíu, gị cái hoa xuống một xíu. Sau đó thì người ta sẽ cắt khoảng tầm khoảng 10 cm ban đầu để cho tạo cái mặt mới, và người ta sẽ massage. Cái này chắc chú làm hồi sáng rồi nên giờ chỉ có làm lại cho mọi người xem thôi ha. Thì đầu tiên thì khi mà massage thì chú sẽ dùng tay chú chà lên cái hoa. Cảm giác mà chừng nào mà cái lòng bàn tay mà nó ấm rồi đó thì chú sẽ dừng cái việc massage đó lại. Sau đó thì chú sẽ dùng một cái chày gỗ để chú gõ. Thì quan trọng nhất ở chỗ massage này là thứ nhất là hồi nãy là cái chỗ uốn cái cổ, cái thứ hai là lực gõ. Thì mình gõ như thế nào để nó thông được cái tiếng mật ở bên trong, thì nếu mình gõ nhẹ quá thì không đủ lực, mà nếu anh gõ mạnh quá thì nó dập luôn mấy cái hoa ở bên trong này luôn. Thì nó hư luôn cái hoa thì mình không có thu cái hoa được. Thì mình sẽ chuyển sang cái hoa khác mình. Mà hoa dừa thì nó cũng giống như người ta á, có cái hoa thì to lắm, dài lắm, có cái hoa thì nhỏ, thì mỗi hoa là một cái lực gõ khác nhau. Không có thể nào mà giờ kêu chú gõ cho con một cái lực 25 newton thì ổng sao không gõ được. Nhưng mà em sẽ hay nói là giờ gõ như thế nào mà chú cảm giác mà vừa đủ mà mật nó ra nhiều thì chú duy trì cái lực gõ đó. Đó thì thường là kinh nghiệm của người ta sẽ cảm cái hoa nhỏ thì người ta sẽ gõ nhẹ hơn, hoa to thì người ta sẽ gõ mạnh hơn. Vậy coi như là phải tự cảm nhận luôn chứ đâu có một cái công thức gì đâu. Dạ đúng rồi. Và cái này thì massage thì cũng nhanh thôi chứ không có lâu. Tầm đó khoảng 40 giây cho tới 1 phút là xong. Sau đó thì dùng một cái con dao bén người ta cắt một cái lát mỏng ở phía trước đó. Thì anh sẽ thấy là cái mật hoa dừa nó sẽ nhiễu xuống. Rồi giống như là sáng ngày hôm nay thì chú sẽ cắt cái mặt, thì chú sẽ gắn cái ống vô. Thì rồi. Chiều hôm nay chú sẽ đi thu. Xong rồi chiều đi thu thì chú cũng massage rồi cắt cái mặt mới lại. Rồi sáng ngày hôm sau chú sẽ thu lại. Nghĩa là một ngày mình sẽ thu hai lần, sáng một lần và chiều một lần như vậy. Cái này bông mới nó sẽ ra hơi chậm đúng không? Dạ. Cái bông kia nó cũ thì nó sẽ ra nhiều nhanh hơn. Dạ, chờ chút xíu nó nhẹ. Dạ. Dạ. Chú làm này bao nhiêu năm rồi chú? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ. Tay nghề chú 3 năm rồi đó. Tại giờ chú mát là chú mát xa là kiểu gì cũng ra đúng không? Dạ. Rồi mấy bạn mới mới mấy người mới mới sao họ làm thường thì khoảng 2 tháng phải training hả? Đúng rồi, phải training cả 2 tháng thì mọi người sẽ hiểu hiểu được cái kỹ thuật, với lại là sẽ kiểu như là cũng phải canh cái thời gian thu á, thì vì mỗi mùa nó sẽ khác nhau. Mùa nắng thì nó sẽ ra ít hơn, nhưng mà mùa mưa sẽ ra nhiều hơn, hoặc là ban ngày nó ra ít hơn, ban đêm nó ra nhiều hơn, cái này mà cũng sẽ tùy thuộc vào cái thời tiết nữa. Kìa em đang rỉ ra kìa, thấy được rồi. Chị có cái muỗng không? Có cái muỗng không? Có, nó rỉ ra kìa. Cái muỗng nhỏ nhỏ thôi, muỗng bự vậy. Không
phải vô okay. Đây nhé. Để nó nhiễu. Em sẽ hứng vào cái muỗng ở dưới ha. Đó, 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 nó nhiễu ra kìa. Ồ, bỏ nhẹ nhẹ. Ôi, hay quá. Từ cái mọc 2 dừa này thì mình có thể sản xuất được khoảng 30 sản phẩm từ nó. Và hiện tại thì ở Sóc Phan tụi em được 7 sản phẩm từ mọc 2 dừa. Và cũng đang trong quá trình là mình nghiên cứu thêm. Đúng rồi, nghiên cứu thêm những sản phẩm khác. Nên nó mở ra cho mình nhiều hướng đi. Cái nghề này thứ nhất là tụi em tận dụng được cái cây dừa là thế mạnh bản địa của địa phương ở đây. Cái thứ hai là nó cũng là nghề truyền thống tại địa phương. Thì tụi em có thể kết hợp thêm yếu tố văn hóa. Và tụi em sẽ kết hợp thêm yếu tố sáng tạo để mình R&D sản phẩm để nó đáp ứng được những cái nhu cầu của người tiêu dùng á. Ồ, hay quá. Nó có nhiều thực vật. Đúng là mật luôn á. Dạ đúng rồi, anh có thể dùng thử. Đó, đây nha. Đã chưa? Nó khác này nha. Nó quyện với cái mùi cây cỏ. Dạ. Nó ra một cái vị khác luôn. Nó sẽ thơm hơn nè. Thơm hơn và nó có cái mùi gì, giống như có mùi thảo mộc á. Dạ, mùi khoáng, khoáng chất á. Tại vì cái kia là mình đã thanh trùng á, 15 phút á. Thì khi mình thanh trùng như vậy thì cái mùi nó sẽ giảm hơn một xíu. Nên là cái này gọi là The Gift of Nature. Cái slogan của Sóc Phan là The Gift of Nature. Cái cảnh mà từng giọt mật nó chạy xuống này. Không, ngọt nhẹ lắm, ngọt rất là thanh nhưng mà nó lại có cái mùi của lá, của cây á, tự nhiên cảm giác nó thích. Hứng từng giọt mật. Hứng từng giọt mật. Làm nhớ cái bài hát kia nữa. Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt. Trịnh Công Sơn. Rồi đây, lại là ngọt tiếp. Có nhiều người á, khi mà người ta uống cái này anh, người ta nói là giống cái cảm giác mà hồi nhỏ khi mà kiểu như hồi nhỏ người ta hay uống củ sen này. Đúng rồi. Hoặc là cái khi mà ăn đường hồi nãy thì người ta ăn giống như đường thùng hồi xưa, thì đó cũng là một trong những cái gọi là hạnh phúc của mình khi mình nhà sản xuất á, mà mình mang là những cái ký ức, những cái gợi mở lại cho người ta. Hay quá, hay thật sự luôn nha. Dạ. Có một cái món quà từ mẹ thiên nhiên. Hơi ít. Không, đã lắm. Đã vậy lắm. Mới quý. Dạ. Nhiễu từng giọt vô trong cái nó thấm, nó full mouth luôn, đã lắm. Dạ. Mặc dù một giọt ha. Dạ. Đó, nó chạy nữa nè. Thì một ngày như vậy thì một cái hoa dừa là cho một lít. Dạ, một ngày một đêm là một lít. Cây vậy là trung bình hai mấy lít một ngày? Dạ, 25 lít trong vòng một tháng. Thì thế giới người ta gọi cây dừa đó là tree of life. Thứ nhất là nó có thể tạo ra kinh tế. Từ cái hoa, cái cây dừa này không, mình có thể làm được khoảng 400 sản phẩm từ đó. Từ trái, từ lá, từ hoa, từ thân, từ rễ, từ mọi thứ mình làm được hết. Cái thứ hai đó là nó, kiểu như nó là cây họ cỏ. Thì nó giúp cho mình giữ đất, rễ nó để chùm. Nó giúp giữ đất. Rồi anh sẽ thấy là ở ngoài biển á, người ta sẽ hay trồng dừa để chắn gió bớt. Cái vùng dừa Tam Quan á, thì nó còn chắn gió, chắn sóng. Và nó chống giảm sức gió của cơn bão nữa. Và bây giờ nó lại mang một cái giá trị đó là nó thích ứng với xâm nhập mặn. Và đặc biệt là nó có thể trung hòa được khí carbon. Một cái cây dừa mà trên 10 tuổi á, một năm nó có thể hấp thụ khoảng 770 kg CO2. Và nếu mà mình tối ưu được cái việc đó mà mình có thể kinh doanh được tính với carbon á, thì đó là một cái nguồn lợi rất là lớn cho những người nông dân ở dưới miền Tây của mình. Cảm ơn cho cái việc họ đã trồng cây dừa, họ giữ cây dừa và giúp cho thế giới này xanh hơn. Dạ. Yeah. Hay quá ha. Đúng là đi sâu vô mới thấy rất là nhiều những cái câu chuyện. Dạ. Mà đúng là nhiều khi không có, phải có những cái bạn trẻ mà phát kiến mà đam mê đó. Giống như bạn, giống như Ngãi, bạn tên đầy đủ là Phạm Đình Ngãi, đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chủ nhân của Sock Farm ở tại Tiểu Cần, Trà Vinh. Hôm nay Coleman có dịp về trong một cái chuyến đi ngắn thôi, nhưng mà mình cũng thật sự là có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ thì mình sẽ đi cùng với cái đoàn mà các bạn sản xuất cái chương trình Made in Việt Nam để đi qua cái nhà máy của Sóc Phàm của Ngãi, và sẽ được chia sẻ đầy đủ trên cái clip của
Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Yeah. Còn đây là một cái một số hình ảnh hậu trường thôi. Mình thích quay hình ảnh hậu trường đơn giản vậy. Trên cả tuyệt vời. Yeah. Mật hoa dừa tươi Organic Soft Farm. Và mình hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có một sự kết hợp giữa cái sản phẩm của Soft Farm với lại nước mát Sài Gòn. Yeah. Quý vị các bạn chờ xem nhé. Yeah.